Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại Hại chúng bồ tát nguyện cho hết chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ nguyên liên biên tập nguyên tâm thời gian ngày 27 tháng 8 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 545 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống Mời xem từ dòng thứ hai Từ dưới lên Ở trang 702 Bắt đầu xem từ hai câu sau Như báo thân trang nghiêm ở trên Bắt đầu xem từ đây Tuy chẳng phải an nan Cùng hội chúng quả dị dưới ông Có thể trông thấy hết Nhưng dưới sự gia bị Từ oai thần của hai vị như lai Dùng phương tiện vượt trội Để ai cũng có thể nhìn thấy Tùy theo căn khí của mình Cho nên a nan nhìn thấy vị Phật này Như tòa núi vàng cao hơn Tất cả các cõi thế giới khác đấy là lúc anh ăn -an, và đại chúng trong pháp hội được trông thấy phật a di đà quán kinh đã ghi rất rõ đấy là báo thân chẳng phải ứng thân của phật a di đà tướng của báo thân rất lớn từ điểm này giúp chúng ta có thể cảm nhận sự thật chẳng còn hồ nghi nữa Trước kia Lúc mới học giáo lý Phật Luôn cho rằng Đến thế giới Tây Phương cực lạc Nhất định là cõi Thật báo trang nghiêm Mới có thể thấy được báo thân Còn cõi Phạm Thánh Đồng Cư Cõi phương tiện hữu dư chắc chắn là ứng hóa thân của Phật A-di-đà. Vì trong bốn mươi tám lời nguyện, Phật nói về ba mươi hai tướng tố tám mươi vẻ đẹp. Đấy là ứng thân Phật. Nhưng trong bốn mươi tám lời nguyện, cũng có nói đến tất cả chúng sinh sinh về thế giới cực lạc. thì thân tướng hoàn toàn tương đồng với Phật A Di Đà, gọi là thân tử ma chân kim sắc. Đây là nói về thể chất. Thân tử ma chân kim sắc không phải nhục thân mà là pháp tánh thân. Ở trước đã từng nói rất nhiều, đã học qua, không phải thân máu thịt mà là thân pháp tánh. Tấm thân này của ta là pháp tướng, là tướng phần của a la gia thức. Phải nhớ kỹ điều này. Đến thế giới cực lạc rồi, thì có thể nói đã chuyển thức thành trí. Không phải nhờ công sức của chính mình. Hai quả như đây Quả thật Được gia trì Bởi oai thần của bản nguyện Phật A-di-đà Phải nhớ Bản nguyện là 48 lời nguyện Phật phát ra khi ở nhân địa Oai thần là oai đức thần thông công đức tu hành năm kiếp của phật a di đà nếu chẳng có công đức tu hành năm kiếp đó thì đâu ra oai đức thần thông đến thế do đó chúng ta liên tưởng đến việc đọc kinh niệm phật hồi hướng cho người khác liệu thật có công đức chăng chúng ta lấy gì để hồi hướng tại sao ngày nào cũng phải hồi hướng mà vẫn còn rất nhiều oan gia trái chủ đeo bên người Người xưa hồi hướng hiệu quả Người đời này hồi hướng hình như chẳng mấy tác dụng Chỉ có trong những pháp hội lớn Thì sức mạnh tập thể đó Mới có thể Sản sinh ra hiệu quả Vì sao năng lực tập thể lại sinh hiệu quả vì trong mấy trăm người thế nào cũng phải có một hai người tu hành thật sự Chúng ta giữa hơi những người đó Nếu một kẻ tu hành thật sự cũng chẳng có Thì hiệu quả rất giới hạn Ta chẳng thể không hiểu đạo lý này Khi hiểu rồi thì phải biết chúng ta cần tu thật thực hành nghiêm túc không thể làm giả dối tu thật thực hành thật thì có công đức thật Hồi hướng mới có tác dụng thật Thế hiện giờ chúng ta có đang tu thật chăng? Không thể nói là chẳng hề tu Ta đang tu đó Nhưng như thế nào cũng không thành tựu Làm sao cũng không thể sánh bằng người xưa Điều này quý vị phải biết Phật từng nói trong tất cả kinh điển Đại Thừa, Tiểu Thừa. Hiện giáo, mật giáo. Chẳng có pháp môn nào không nương vào tam học giới định tuệ. Giới định tuệ chẳng phải mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tất cả chư Phật mười phương tam thị nhất thiết chư phật đều xem là căn bản để giáo hóa chúng sanh phật dạy những gì phật chỉ dạy ba điều này thôi nhân giới sanh định nhân định phát tuệ quý vị phải hiểu y như một thân cây vậy giới là rễ định là gốc tuệ là hoa quả nở hoa cỡ trái nếu chẳng có giới thì xem như không hiện nay một pháp hội mở xong còn có những chúng sinh mà chúng ta không nhìn thấy những chúng sinh linh tánh lộ ra cho chúng ta rất nhiều thông tin họ không đi lợi ích chúng sinh đó có được rất hạn chế vậy là ta đã có lỗi với họ chúng ta nhờ phật nương theo công đức phật công đức phật như thế nào mới có thể cho chúng ta lý do này chúng ta đã giảng rất nhiều lần việc phật giá trị cho chúng ta là tương đối Chúng ta có một phần công đức thì Phật gia trì một phần. Ta có hai phần công đức thì Phật gia trì hai phần. Ta chẳng có công đức nào thì Phật gia trì không nổi. Phật thương xót chúng ta nhưng chẳng gia trì được. Ta mà có mười phần công đức thì Phật sẽ gia trì cả mười phần. Điều này chắc chắn là tương đối. Cho nên hiểu được đạo lý trên, chúng ta chẳng thể không dụng công, chẳng thể tu giả. giới của nhà phật giới căn bản đây là nền tảng của giới luật gốc là ngũ giới thập thiện tuyệt đối chớ coi thường những giới nhỏ nhạc này lúc tôi mới xuất gia thì lớp sư huynh trên bảo đây là những giới nhỏ nhạc Giới lớn là những giới gì? Tỳ kheo giới là đại giới. Bồ Tát giới là đại giới. Họ đại giới rồi, có giữ nổi chăng? Không. Vì sao không giữ được? Vì chẳng có gốc rễ. Học theo thế nào cũng không giống. Vấn đề này rất quan trọng. Tất cả đều cảm nhận Phật Pháp suy yếu Suy thật rồi Chẳng những suy mà còn có thể diệt mất Điều này Phật đã từng nói Giới không còn thì Phật Pháp chẳng còn Phật Pháp sẽ mất Kinh lưu lại thế gian Có người nghiên cứu xem như một học thuật Phật Pháp đã biến chất chẳng có cách nào giúp ta liễu sanh tử xuất tam giới cũng chẳng có cách giúp ta giảng sanh về thế giới cực lạc vì sao thế vì bạn không y theo phương pháp lý luận của kinh điển để học tập thực hành được như vậy có công đức không thực hành không có trong bao nhiêu năm qua chúng tôi đã cảm nhận sâu sắc và quan sát nguyên nhân khiến phật giáo suy lời giáo huấn của tổ sư ghi trong kinh điển chúng tôi đã chính mắt chứng kiến đã hiểu tại gia học phật không giữ nổi thập thiện Người xuất gia tu học không giữ được luật nghi của sa di là giả. Vì sao đã xuất gia mà không giữ được luật nghi sa di? Không giữ được ngũ giới thập thiện. Vì sao những điều đó cổ nhân đều thực hiện được? Phật Pháp truyền sang Trung Quốc đã hai ngàn năm Tôi thường nói Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật Mà các tông môn thường nói Hai ngàn năm qua có khoảng bao nhiêu người gần thành Phật Ta hãy xem ngũ đăng hội nguyên, cảnh đức lục Tính toán khái lược Khoảng ba ngàn người Thành tích này vô cùng khả quan Vừa cả Ấn Độ Ba ngàn người này gồm cả Tông môn giáo môn Niệm Phật Niệm định lý nhất tâm bất loạn Mật tông có hơn ba ngàn người Thật sự tam mật tương ứng Còn trong pháp môn niệm Phật Đới nghiệp giảng sanh thì ước tính hai ngàn năm qua không chỉ trăm ngàn người pháp môn này quá sức thù thắng. Vì sao người khác tu thành? Do Trung Quốc xưa là một dân tộc vô cùng trọng thị việc giáo dục nhất là giáo dục gia đình những đại gia đình ở trung quốc đến tận năm đầu dân quốc vẫn còn tồn tại và những người trạc tuổi tôi Nhớ được những ngôi nhà nhiều thế hệ sống chung Anh em không dọn riêng ra nhà của chúng tôi hiện nay đã suy thoái rồi đúng là nhà tan người mất chúng tôi quá nhỏ chẳng biết nguyên nhân gì sao khi lớn lên cha mẹ chẳng cho hay chỉ biết qua ít thông tin lượm lạc được từ bạn bè thân thiết không hoàn chỉnh và vô cùng đáng tiếc thuở bé chúng tôi sống ở nhà họ hàng là chị của cha tôi là cô của tôi nhà của cô là một gia tộc lớn mười anh em sống chung cả một thôn tràng là một gia đình Lúc đó chắc khoảng gần 200 người rất suy yếu Là một gia tộc Gia đình ở Trung Quốc Thông thường nói một gia đình bình thường đều khoảng trên dưới 300 người Đông như thế Nhà nào nhân đinh hưng dượng còn đến 6-700 người bạn xem một gia đình lớn thế, nếu không có quy củ, không phải loạn sao? cho nên từ bé trẻ con đã được giáo dục không được ích kỷ khi khởi tâm động niệm gì cũng phải nghĩ đến cả một gia tộc cả gia đình chứ không chỉ nghĩ đến cha mẹ thôi ra ngoài làm việc việc kiếm tiền về đều giao cho nhà chính dự nhà này giống như một tổ chức một đoàn thể Quý vị đọc Hồng Lâu Mộng rồi chăng? Một gia tộc là như thế đấy. Người quản lý tài vật, việc nhà là Dương Hy Phụng. Bên nhà Phật gọi là Thầy Tri Sự. Là một tổ chức như vậy. Phí sinh hoạt của mỗi người là tiền chung của gia đình. Hoàn toàn sinh hoạt cùng nhau. Quần áo, may mặc đều như nhau. Cứ y như một tổ chức xã hội. Thế nên gia hòa dạng sự hưng Chẳng phải gia đình bé nhỏ như bây giờ Hiện giờ chẳng còn nhà như thế nữa Gia hòa dạng sự hưng Nhưng ngôi nhà đó ở không biết Nếu ta có thể trị gia thì có thể trị nước Trị gia và trị quốc chẳng khác gì nhau Chỉ có phạm vi lớn hơn thôi Những vụ việc trong nhà cũng chia ra nhiều loại Ai coi gì, ai quản gì Nhà cũng là một tổ chức hành chánh quá thật từ khi mới hoài thai người lớn đã phải dạy trẻ con trong nhà trên thì có cha mẹ ông bà ông cố bà cố ông sơ bà sơ ngủ đại đồng đường nếu ông sơ bà sơ chẳng còn ít ra còn ông cố bà cố thử tính xem ông bà cố ông bà nội cha mẹ người lớn đều biết vậy đứa bé này khi người mẹ mang thai khi có mang khi có lễ giáo lúc hoài thai phải hiểu lễ giáo như thế nào con dâu khi làm mẹ là phải biết mọi khởi tâm động niệm của mình sẽ tác động đến thai nhi cảm xúc của người mẹ sẽ ảnh hưởng thai nhi Lời nói hành vi cử chỉ cũng sẽ ảnh hưởng thai nhi Cho nên tất cả đều phải đoan trang Phải tác động tốt đến bào thai Chứ không đưa tác động xấu vào Trong 10 tháng mang thai đó không được nóng giận buồn rầu Ghen tức sân si Đấy gọi là thai giáo Thường những gia đình lớn Gia đình quan lại đều biết Và vô cùng trọng thị Viết giấy từ trong thai Chúng ta hay bảo Gia đình phú quý Đó khi nhà thanh mất đến những năm đầu dân quốc vẫn còn kiểu nhà đó chúng tôi sống ở quê nên vẫn gặp nhà có từ đường là nơi thờ cũng tổ tiên mỗi năm đều có tế lễ vào mùa xuân mùa thu tiết trung nguyên bình thường thì sao còn thường ngày thì từ đường là trường học ở nhà Chính là tư thuộc Là gia học Học sinh là con em cháu trong đại gia đình này Những trẻ em 6-7 tuổi thông minh Căng tính tốt 6 tuổi đi học Thường thì đến 7 tuổi mới theo học Lớn nhất là khoảng 18, 19 tuổi Tất cả đều học chung một lớp Một thầy Người thầy hết sức có trách nhiệm Vì sao vậy? Vì được gia chủ mời Nếu ông nội cai quản Thì ông nội là gia chủ Nếu ông cố cai quản Thì ông cố là gia chủ, khi đi thỉnh thầy về dạy gia chủ dập đầu lễ lạy họ vô cùng tôn sư trọng đạo nên nếu thầy không tròn trách nhiệm thì có lỗi với gia chủ có lỗi với tổ tiên nhà đó sau khi có đứa trẻ ra đời thì người lớn phải làm gương tốt cho trẻ tấm gương đó là gì quý vị xem trong đệ tử quy sẽ thấy chẳng phải dùng để dạy trẻ đọc hay học thuộc hay kể cho trẻ nghe mà chính là cha mẹ phải làm cho trẻ nhìn xem đứa trẻ mới sinh ra thì đã mở mắt nhìn Giọng tai để nghe Nó bắt đầu học hỏi bắt trước Thế nên giáo dục căn bản phải bắt đầu từ lúc nào? Từ khi trẻ sinh ra đến 3 tuổi là một ngàn ngày. Hiện giờ chúng ta đều không được hưởng nền giáo dục đó, nên chẳng có căn bản. Không có căn bản, chúng ta học bù thì chẳng ít gì. Ngoài đời quá nhiều cám dỗ danh lợi sẽ khiến lòng ta thay đổi ngay lập tức. Vì sao lại thế? Vì nền tảng không vững chắc. Thậm chí nếu bạn không nghiêm túc học thì còn chẳng có cả rễ. Đây là gì? Đây là căn bản của giới luật. Cho nên bao đời Phật Pháp ở Trung Quốc, dù là cư sĩ tại gia hay người xuất gia, xuất gia là cao tăng, tại gia là cao sĩ cư sĩ là cao sĩ đều có thành tựu là gì vì nền giáo dục căn bản đã thành công thời nay thì tìm khắp thế giới cũng không đâu ra hạng cao nhân như thế không tin quý vị cứ thử tìm xem quý vị đi khắp thế giới người xuất gia có thể tìm ra một ấn quan pháp sư chăng có thể tìm thấy một đế nhà Pháp Sư chăng Tìm khắp thế giới Cũng không tìm thấy Chúng ta hiện nay bất kể Đức Hạnh hay học vấn Đều không bằng được các ngài Cách biệt quá xa Còn cư sĩ tại gia thì Ai sánh nội dương nhân sơn Đầu năm dân quốc cư sĩ Giang Dị Nông Tưởng Duy Kiều Tìm khắp thế giới Cũng không ra Đến người như cư sĩ Lý Bỉnh Nam Cũng tìm chẳng được Quý gì thắc mắc nguyên nhân gì? chẳng phải do thiện căn phước đức của ta không bằng tôi không tin những điều này thông minh trí huệ không bằng tôi không tin do nên giáo dục ta thụ hưởng không còn giáo dục căn bản không còn cho nên phật pháp muốn hưng dưỡng đâu dễ Có thể giống như tình hình khi Đạt Ma Tổ Sư sang Trung Quốc Một người truyền cho một hai người Cứ truyền như thế thì phải ba bốn đời mới thịnh được Bạn thấy thiền tông của Đạt Ma Tổ Sư truyền đến đời thứ sáu là ngày Huệ Năng Đại Sư mới nở qua kết trái năm đời phía trước đều đơn truyền mỗi đời chỉ truyền một người ngọn lửa cứ thế tương truyền không dứt nhất định phải hiểu đạo lý này trong xã hội hiện nay bồi dưỡng nhân tài vô cùng khó khăn vì sao vậy vì họ thiếu nền tảng giáo dục căn bản từ thuở nhỏ. Từ lúc sinh ra đến năm ba tuổi là một ngàn ngày. Thì trẻ em thời này học được gì? Toa ngồi xem tivi. Học được những cảnh bạo lực, sàm sở, sát đạo dâm vọng trong phim. Họ học những điều này khi đến trường học sinh trung quốc học thế nào tôi không rõ nhưng trường ở mỹ thì tôi biết cháu của hàng quán trưởng sinh ra ở mỹ học tiểu học ở mỹ mới lớp 1 đã sử dụng máy tính trong máy tính có bài tập của cháu, có bài học của nó. Ngoài bài vở ra thì máy tính còn liên thông với máy tính khác và đủ thứ game. Đủ thứ trò chơi. Cháu rành hết. Thường thức của nó vô cùng phong phú. nhưng chưa được tiếp xúc nền giáo dục của thánh hiền nếu được tiếp xúc liệu cháu có hiểu chăng dù đời quá khứ có thiện căng cũng chẳng dễ gì tiếp thu mà dù có tiếp thu liệu chịu được thử thách của danh lợi chăng càng nghĩ càng thấy khó càng thấy sợ cho nên chúng ta luôn khích lệ những bạn tu trẻ tuổi hãy tu hành thật sự phải cứu phật giáo cứu văn hóa truyền thống muôn văn hóa truyền thống được thịnh trở lại Thì những gốc rễ sau đây cần lưu ý Gốc rễ văn hóa ngàn vạn năm Tổ tiên Trung Quốc truyền lại chính là Ngũ Luân, Ngũ Thượng, tứ Duy, Bạc Đức Giữa vào đâu? Dựa vào đệ tử quy Cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp Ba quyển này mà không còn Thì chẳng còn gì nữa Nghiên cứu kinh giáo Là học thuật Chẳng ít gì Trong hai năm 2005-2006 Hai lần tôi phỏng vấn ở Luân Đôn Cẩn trọng khảo sát ba ngôi trường Đại học Oxford, Đại học Cambridge, Đại học London. Ngành Hán học ở châu Âu. Thì Đại học London giỏi nhất. Tuy tên tuổi không bằng Oxford, Cambridge, nhưng riêng ngành Hán học lại đứng đầu. Biến thành gì? Trở thành học thuật Tôi đã giao lưu với giảng viên Và sinh viên của khoa Hán học Ở Đại học London và Cambridge Và giảng cho họ 2 giờ Những gì họ học là nho học phật học và đạo học đều đã biến thành tri thức chẳng còn là trí huệ cái cổ nhân trung quốc truyền lại là học phật học nho học đạo rất khác học nho phải học như khổng tử mạnh tử bạn phải là khổng mạnh xuất hiện thời nay cứu được thế giới học phật thì phải học được như phật thích ca mâu ni học đạo phải học được như lão tử trang tử đấy mới là học nhưng những sinh viên đó khác chỉ nghiên cứu như một môn học cho rằng chẳng liên quan gì với tư tưởng và hành vi của chính mình cho nên đã biến nó thành học thuộc ngày hôm nay phật giáo cũng đã biến thành học thuộc những năm đầu dân quốc cũng có xu hướng học thuộc ở bậc đại học có đem kinh phật vào bài giảng nhưng chẳng quan trọng việc tu hành giới luật thì không có giảng thì có giảng nhưng không chú trọng thực hành như tam lễ của nho gia chu lễ nghi lễ lễ ký có nói trường có giảng nhưng chẳng ai thực hành học để biết thời xưa có xã hội như thế giờ chẳng còn nữa chúng ta muốn phục hưng nho phật đạo đều muốn hưng khởi lại không đến nỗi diệt vong thì phải làm chứ đừng nói suông không làm sao được những người như ông a nan nhờ đâu mà thấy báo thân của đức phật a di đà Đoạn trước đã nói Do chính mình dùng tâm thanh tịnh Niệm Phật A-di-đà Tâm thanh tịnh đó là công phu của a nan Nhưng nếu ông không tu hành Thì đâu ra tâm thanh tịnh Đức Thế Tôn thường giảng trong kinh Tâm tịnh tức quái Phật tịnh do đâu tâm thanh tịnh có cái tôi thì tâm không thanh tịnh cái tôi là căn bản của tất cả nhiễm ô nên khi đọc kinh kim cang bạn phải lưu ý đặc biệt trong kinh kim cang nói vô ngạ tướng vô nhân tướng vô chúng sinh tướng vô thọ già tướng đã đạt được tâm thanh tịnh là hạng người nào là tiểu thừa tu đà hoàng Ngay lập tức chúng ta liên tưởng đến Đại Thừa Kinh Hoa Nghiêm Nói là Bồ Tát Sơ Tính Dị Của Thập Tính Dị Thập Tính là lớp 1 tiểu học Họ đã phá được tự tưởng Tâm thanh tịnh hiển tiền Do Anan trong Pháp hội có thân phận là Tu Đào Hoàng Sơ quả Anan chứng được sơ quả Quả gì không cao Chẳng còn tứ tư tướng Nhưng chắc còn tập khí của tứ tư tướng vì từ sơ quả đến tứ quả đều phá tứ tướng. Trong kinh Kim, kim Cang thì tứ tướng không còn. Vậy là chúng ta biết đoạn kiến hoặc năm loại kiến hoặc thân kiến, biên kiến, kiến thụ kiến, giới thụ kiến trình độ chẳng giống nhau. Tu Đà Hoàng là thấp nhất Như khi đi thi được 6 điểm vậy Trên khoảng 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm A La Hán là 10 điểm Tất cả đều tu pháp môn này Chúng ta Chưa buông bỏ được cái ngã Còn ngã thì sẽ còn tự tư tự lợi Còn danh văn lợi dưỡng Còn tham sân si mạng Còn rất nhiều tâm trạng không tốt Còn cả oán hận não nộ phiền Tâm chẳng thanh tịnh Pháp môn này vô cùng thù thắng và vô cùng đặc biệt Chẳng có nhiều thứ rắc rối phức tạp Chỉ vậy ta phát bồ đề tâm một lòng chuyên niệm phật a di đà bạn thấy phương pháp đơn giản thế đó mà niệm được tâm thanh tịnh tâm bồ đề rất quan trọng là mục tiêu phương hướng tu hành của ta tu hành phải tôi ra sao phải tôi đến khi tâm chân thành hiện tiền xử sự đối đãi đều dùng chân tâm không dùng vọng tâm căn của bồ đề là chân thành tự thọ dụng của tâm bồ đề là thanh tịnh bình đẳng giác đây là tự thọ dụng thanh tịnh bình đẳng giác theo ông phương đông mỹ là hưởng thụ cao nhất của đời người Chẳng phải tiền bạc Địa vị Ngũ dục lục trần Thanh tịnh bình đẳng giác là hưởng thụ tối cao Đối đại đại từ đại bi với người khác Thì thọ dụng của người ấy Là từ bi Đều từ tâm chân thành mà ra Từ bi với người Thì trong chữ từ bi này Có chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác Cảm động biết bao Một niệm tâm này Niệm A-di-đà Phật Thì ngay lập tức cảm ứng đạo giao Với Đức Phật A-di-đà Phật sẽ hiện thân cho bạn thấy Đương nhiên ở đây Được oai thần của Như Lai Hai cõi gia bị Phật thích ca Gia trì cho ta Như chúng ta tưởng tượng Đức Thế Tôn sẽ thay chúng ta thỉnh cầu Phật A-di-đà hiện thân Phật A-di-đà cũng có bản nguyện này Sẽ chứng minh cho chúng ta thấy Biết là thật Chứ không phải giả Đấy là Dùng phương tiện thù thắng Tùy theo căn tánh của mỗi chúng sanh mà đều được thấy. Cho nên An -an đã thấy. À, Bằng không thì, người thường không được gặp thấy Pháp Thân, chỉ có Pháp Thân Bồ Tát mới có thể thấy được Pháp Thân Phật. Chẳng phải Pháp Thân Bồ Tát làm sao thấy được Pháp Thân, chỉ có thể gặp ứng quá thân thôi. Nhưng việc an, an đã được thấy pháp thân Khi chúng ta nghĩ đến một vấn đề Chính là Chúng ta xuyên về thế giới cực lạ Đồng nghĩa xuyên về cõi phàm thánh đồng cư Vậy ta gặp báo thân như lai Hay là gặp ứng thân như lai Nhưng rõ ràng Trong 48 lời nguyện có nói đến thế giới tây phương cực lạc là thế giới bình đẳng không sai biệt thế giới bình đẳng không có sai biệt đương nhiên là gặp báo thân vì phật đã bảo tất cả đều là bồ tát bất thối chuyển bất thối chuyển là báo thân Thấp nhất là bất thoái chuyển Từ sơ trụ viên giáo đại thừa trở lên Họ đều minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Là những người như thế Địa vị như thế Đến thế giới cực lạc Chúng ta không chứng được vị trí này Điều này thì trước đó khi học Đã chia sẻ với quý vị là nhờ oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, chúng ta đến cực lạc tuy là quải phạm thánh đồng cư, tiên não tập khí đều chưa dứt, nhưng ở cực lạc thần thông đạo lực trí huệ tất cả hưởng thụ đều bình đẳng giống y pháp thân Bồ Tát. Đó là vì sao? Nhờ ơn Đức Phật A Di Đà gia trì, đây là ân đức. Như như một người xin làm con trai hoàng đế Cả đời được tận hưởng dinh hoa phú quý của vua chúa Chẳng phải do tài năng mình Mà nhờ có người cha đứng đầu thiên hạ Chính là đạo lý này đó Những kẻ giáng sanh về thế giới cực lạ Chúng ta được hưởng phước của Phật A-di-đà Phước đức của Phật từ đâu ra từ bốn mươi tám lời nguyện dành năm kiếp tu hành như vậy chúng ta mới thật sự cảm nhận cái sâu sắc lớn lao của ơn đức phật a di đà làm thế nào đền đáp ơn phật người hy vọng chúng ta đến nơi đó chúng ta đến đó thật là đã đền ơn được muốn đến cực lạc thật sự thì phải buông bỏ thế giới này buông bỏ rồi thì chẳng còn gì căng thẳng sự sự chướng ngại buông bỏ là ý nghĩ trong tâm không thể có trên sự có hay không đều tùy duyên có cũng được mà không cũng tốt chuyện đời tùy duyên được thì lòng thanh sạch trong lòng chỉ có a di đà phật Thế giới cực lạc Tốt nhất chỉ nghĩ đến Cảnh giới trong kinh điển Nghe giảng kinh, đọc tụng kinh Giúp ta nhiếp thu thông tin về thế giới cực lạc niệm Phật thì chắc chắn được sinh về đó. Phật A à, Di Đà hiện thân là pháp thân như ngọn núi vàng cao hơn tất cả các thị giới. Ta tin có người có kinh nghiệm này rồi lúc tôi mới theo học phật có một cư sĩ nữ bảo tôi trong mơ bà thấy đức phật a di đà bao lớn to bằng cả bầu trời tôi tin điều đó vì tôi đã gặp một lần rõ ràng đức phật cao hơn tất cả thế giới chính mắt tôi nhìn thấy tượng phật như thế chẳng còn thấy bầu trời đâu vậy chúng ta tin cảnh giới này không giả vì chẳng phải mỗi mình tôi gặp vô ngại vô đoạn câu này hết sức quan trọng vì sao mười phương như lai diễn pháp di diệu biện tài vô ngại nên gọi là vô ngại câu này hàm nghĩa gì lời khen ngợi của mười phương như lai đối với phật a di đà không ngớt vì sao phải tán thán đức phật a di đà ta nói theo ngôn ngữ hiện nay từ các ngài chiêu sinh giúp đức phật a di đà đây là một ngôi trường mà phật a di đà là hiệu trưởng mười phương chư phật giống như cha mẹ chúng sinh đều mong đưa con em vào trường này học cho nên chư phật đều tán thán phật a di đà đều khen ngợi trường khi chúng ta nảy sinh tinh tâm phát nguyện đối với Phật A Di Đà với tây phương cực lạc. Phật A Di Đà thuyết pháp xưa nay chưa hề gián đoạn. Bất luận là tướng ừ hay âm thanh toàn từ tự tánh phát ra. Không phải từ ý thức. Chúng sinh ở mười Pháp giới không chuyển thức thành trí do từ A-lại-gia phát ra. Trong khi Pháp Thân Bồ Tát chuyển thức thành trí rồi Thì a lại gia chẳng còn Cho nên thế giới Ngài trụ vĩnh cửu bất biến Vì sao? Duy thức sợ biến Họ chẳng còn thức nữa Cho nên thế giới của họ không có biến qua Cảnh giới không biến đổi nữa Chẳng có chướng ngại Chẳng hề gián đoạn Tán tháng như vậy Tận dị lai tế Không có giai đoạn Nên gọi là vô đoạn Vô ngại vô đoạn Cho nên trong dòng kinh văn này Chất chứa rất nhiều ý nghĩa Chúng ta phải cẩn trọng cảm nhận Biết chính mình phải học hỏi như thế nào lại xem tiếp đoạn dưới đây Anan -an bạch ngôn bỉ phật tịnh sát đắc vị tàn hữu ngã diệt nguyện nhạo sanh ư bỉ độ thế tôn cáo ngôn kỳ trung sanh giả dĩ tăng thân cận vô lượng chư phật thật chúng đức bổn nhữ dục sanh bỉ ưng ừ, đương nhất tâm quy y chiêm ngưỡng đấy là a nan nguyện sinh về chỉ cần đã thật sự thấy thì chứng tỏ thiện căn phúc đức của ta rất sâu dày nên ta mới thấy được mới nghe được mới có thể sinh tính tâm mới ngưỡng mộ mới phát nguyện và quyết định sẽ được sinh về nơi đó bạn hãy bồi dưỡng thiện căn phúc đức của mình đến một trình độ nhất định thì phật sẽ hiện thân cho ta thấy ngài chứng minh cho ta biết như lời Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói Nhớ Phật niệm Phật Hiện tại đương lai nhất định thấy Phật Hiện tiền thấy Phật là do Phật từ bi chứng minh cho ta thấy Để tăng cường tính tâm của mình Phật có dùng ý như thế À, Ta thấy trong tịnh độ Thánh Hiền Lục, viết về Sư Tổ Quỳ Viễn là người đầu tiên đề xướng việc chuyên tu tịnh độ ở Trung Quốc. Chúng ta tôn xưng Ngài là Sư Tổ, là Tổ sư đời thứ nhất, sống vào thời Đông Tấn Ngài tạo dựng một niệm Phật Đường đặt tên Đông Lâm Niệm Phật Đường ở Lư Sơn, Giang Tây. Bao nhiêu người cùng tu hành ở nơi đó? Một trăm hai mươi ba người. Một trăm hai mươi ba người đều được giảng sanh. Thù thắng không gì sánh được. Đương nhiên không phải họ cùng giảng sanh một lúc Mà là người đi trước kẻ về sau Những cư sĩ nhân lưu di dân Trong đó có kẻ xuất gia, kẻ tu tại gia Tăng tục tu chung một nơi Lúc giảng sanh Ngài Huệ Diễn Bảo với mọi người ông đã thấy thế giới tây phương cực lạc ba lần nhưng chưa từng kể với ai ông thấy lúc nào ông thấy trong định lúc niệm phật chỉ tịnh khi đi diễu vòng quanh tượng phật ba lần rồi ngồi xuống chỉ tịnh và thấy được thấy được ba lần Người ta hỏi ông Thế giới cực lạc ra sao? Ông trả lời Hoàn toàn giống trong kinh dạng Thời Ngài Huệ Diễn Chỉ có một bộ kinh Vô Lượng Thọ Kinh Na Di Đà Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Tin rằng lúc đó đã truyền đến Trung Quốc Nhưng chưa được dịch sang Trung Văn cho nên Họ chẳng được đọc kinh A-di-đà và quán kinh Chỉ có bộ vô lượng thọ kinh Kinh vô lượng thọ truyền sang Trung Quốc sớm nhất Và cũng được dịch sang tiếng Trung sớm nhất Rất nhiều khả năng Ngài Huệ Diễn đã sử dụng bản kinh của An Thế Cao Nhưng bản này đã thất truyền Bộ kinh này được dịch tổng cộng 12 lần Từ thời nhà Hán đến nhà Tông suốt 800 năm Phiên dịch nhiều nhất 12 lần Giờ chỉ lưu lại được 5 bản dịch 7 bản kia đã thất truyền Qua nội dung của 5 bản dịch này Đã khẳng định Phật Thích Ca Mâu Ni lúc tại thị đã giảng rất nhiều lần Kinh Vô Lượng Thọ Tất cả kinh khác Thế Tôn chỉ giảng một lần Không lặp lại duy chỉ có bộ kinh này như vậy Giờ chúng ta xem năm bản dịch Thì ít nhất có ba lần giảng nội dung khác nhau Còn bảy bản dịch thất truyền kia Nếu tìm lại được thì không chỉ khác Có ba nội dung Cho nên tổ sư phán đoán Lúc Thế Tôn còn tại thì Đã giảng kinh này rất nhiều lần Ít nhất trên ba lần Đủ thấy tầm quan trọng của kinh này Ngài còn đặc biệt Khuyên dẫn chúng ta quay trọng pháp môn đó Vì nó giúp ta thành tựu chỉ trong một đời Việc rất hiếm có ở thời buổi chúng ta Nữ cư sĩ Lưu Tú Dân đã làm tấm gương cho ta khi bà tu thành xong chúng ta mới biết về bà xem cd bà báo cáo việc tu hay trả lời phỏng vấn của ký giả tôi không rõ bà học ai vì bà chẳng nói Về sau mới được nghe bà có một bộ CD ghi những lời giảng Thời đó, gian đầu của chúng tôi ở Thư viện Cảnh Mỹ Chắc là lần thứ ba hay lần thứ tư Giảng về vô lượng thọ kinh Trước kia chúng tôi đã giảng 10 lần Khi đó Do không được đọc chú giải Của niệm lão Tôi giảng y theo bạn chú thích Đầu trang của thầy Lý Nữ cư sĩ Đã có bằng ghi âm kia Chắc là Do có người thu vào CD Nên bà có bộ CD kể trên Mỗi ngày bà nghe 10 tiếng đồng hồ Bà nắm bắt một câu trong Kinh Phật Thâm nhập một môn quân tu lâu dài Bà giữ chắc câu này Quyển Kinh này Chẳng nghe và cũng không tiếp xúc gì khác Mỗi ngày 10 giờ Thực tế 10 giờ Thì bà nghe một CD một giờ Trong một giờ Nghe 10 lượt Nên nghe một biến Thành ra 10 biến Nghe hết rồi Thì nghe lại từ đầu Ngày nào cũng vậy Trong suốt 10 năm Lúc không nghe giảng kinh thì bà niệm A-di-đà Phật. Bà mắc chứng bệnh lao da ban đỏ. Mà chẳng dùng thuốc đã tự khỏi. Chẳng có vết sẹo nào. Người Đông Bắc cho dù có khỏi bệnh ban đỏ, da cũng không hề hết sẹo. Vậy mà bà chẳng có vết sẹo nào. Mười năm dụng công thực hành Chỉ một bộ kinh Bình thường chúng ta thì khoảng ba đến năm năm Sẽ được niệm Phật tam muội Chắc chắn bà đã được Sau khi được niệm Phật tam muội rồi Thì khoảng ba đến bốn năm Sẽ được khai ngộ Vì sao thế? Vì giữ quy củ Đây là trì giới nhờ giới mà được định bà đã định được rồi nhờ định mà mở huệ bà đã khai ngộ rồi tuy chỉ tu một bộ kinh nhưng bà nói rất hay khi có người mời bà giảng kinh địa tạng bà đã giảng rất hay bất kể bộ kinh nào bà chưa từng được học nhưng nếu được mời giảng bà đều giảng rành rẽ đấy là thông một bộ kinh thì tất cả kinh đều thông cảnh giới ngộ của bà chúng ta không biết nếu chẳng đại trị đại ngộ thì cũng phải là đại ngộ bà bảo giờ bà chẳng còn chướng ngại tôi hỏi có chắc được dạng sanh bà bảo có lúc nào cũng được. Phật Phổ Bồ Tát, Tát cần đưa bà lại trên thế gian để làm gương cho Pháp Môn thì bà ở lại thêm vài năm. Chẳng sao cả, bà có thể ở thêm vài năm. Tấm gương hay biết bao. Chỉ 10 năm mà bà đã tu thành thì ai cũng có thể tu thành. Người ta hỏi bà làm cách nào để thành công và chỉ nói sáu chữ thật thà nghe lời nghiêm túc làm sáu chữ này là bí quyết chung của tất cả những kẻ thành công xưa nay ở khắp nơi đều như vậy người không thành tựu đều do tự thấy mình thông minh nên thật thà vô cùng khó Thầy Lý luôn luôn nói với tôi Cả đời ông học cách thật thà Mà học mãi cũng chẳng giống Đủ biết thật thà không dễ Ông luôn nói Đại trí nếu ngu Chữ nếu ngu này rất khó học được học thông minh thì dễ học thật thà không dễ ta xem chú giải của niệm lão a nan chứng kiến phật a di đà như ngọn núi vàng đức tướng đoan nghiêm đoan chánh trang nghiêm và các loại thanh tịnh trang nghiêm của cõi nước này đều trước đây chưa từng thấy xưa nay chưa từng thấy lần này mới gặp được nên gọi là được điều chưa từng có chưa từng có như thế nay đã thấy được lại nghe mười phương chư Phật tán thán Sanh lòng hy hữu Nghe mười phương như lai tán thán Đức Phật A-di-đà Thế giới cực lạc Đương nhiên Sẽ phát khởi đại nguyện Nguyện sanh về cõi cực lạc Chính là tượng trưng A-nan -an đương cư kế hợp thánh tâm thánh tâm chính là phật tâm tâm của phật a di đà tâm của bổn sư thích ca mâu ni phật cả hai vị phật này đều mong ta phát nguyện cầu giảng sinh phật chẳng hề có chút ý đồ riêng tư nào khi độ chúng sinh Chỉ mong sao ta mau thành Phật Đấy là tâm Phật Phật chẳng mong thấy ta Cứ lan quanh trong sáu nẻo luân hồi Phật chẳng muốn thấy ta tu hành khổ sở thế Dài dạc thế Ngài không muốn thấy Giờ đã có pháp môn này Thì ta có thể Chỉ trong một đời này Siêu vượt qua Sáu nẻo luân hồi Và chẳng cần phải dứt giả nhiều thế Khi à, sinh về cực lạc Trở thành Bồ Tát bất thoái chuyển Đấy gọi là pháp môn khó tin kẻ nào chẳng tin bồ tát chẳng tin bồ tát chịu muôn ngàn khổ sở tu hành vô lượng kiếp cứ leo từng bậc như leo núi mà còn chưa lên đến nơi tại sao ta lại đến rồi tốc độ ghê thiệt trường hợp này khác như thế tôn đã bảo ta Chúng ta tin và được gặp pháp môn này thì không dễ Đấy không phải là đầu cơ kiếm lời Vì sao? Bạn xem Người sanh về cõi nước này Phạm là người sinh về thế giới Tây Phương cực lạ Trong đời quá khứ đã từng thân cận vô lượng chư Phật gieo trồng gốc các loại đức hạnh. Câu này đã nói rất rõ. Trong đời quá khứ của ta, nếu không có nền tảng cơ sở sâu dày như thế, thì liệu pháp môn này bày ra trước mắt, bạn có tin không? Mà dù có tin thì liệu bạn có chịu nghiêm túc thực hành? Không hề dễ. Lời này của Phật rất thực, không hề giả trá. Cho nên Tôn giả An, -an Đã thấy Đức Phật A-di-đà Thị giới cực lạc Lại nói Con cũng nguyện sanh về cõi nước này Ngài cũng đã phát nguyện Nhạo là quan hỷ Yêu thích Mong sinh về Thị giới cực lạ Thế Tôn đáp rằng Người được giảng sanh đều như thế chú trọng vào chữ đều này dai là đều là chẳng có sót một ai đều đã thân cận cúng dường vô lượng chư phật phổn sự học tập rộng trồng đức bổn bạn khi thiện căn sâu biết bao Nếu đời này mà nghiệp chướng tập khí nặng nề quá, không về nổi, thì làm sao? Thì trong đời này là gieo trồng thiện căn phước đức, chờ đến kiếp sau. Ở kiếp lai sinh, trí tuệ phúc đức của ta tốt hơn bây giờ. Như thế đó Đời đời kiếp kiếp Không nhất định là đời đời kiếp kiếp Thì sẽ gặp được Nhưng hạt giống kim cang này Diễn diễn không mất đi Trong A lại gia thức Hãy gặp duyên Là nó sẽ khởi tác dụng Duyên đó chính là Có được thân người Được nghe về Phật Pháp cho nên thân người khó được phật pháp khó nghe vì thân người rất dễ tu thành giờ chúng ta đã thấy và đã hiểu Ngã quỷ địa ngục súc sinh Cũng có kẻ được giảng sanh Là nhờ đâu Do thiện căng sâu dày vô cùng Lúc lâm chung một niệm sai lạc Vì gặp việc trái ý nội nóng Nên phải đọa địa ngục dù ngày này tu rất khá người như thì địa tạng bồ tát chắc chắn sẽ giúp vì sao vì người đó có thể tin vì trong địa ngục chẳng được siêu bạc ngã quỷ súc sinh cũng y như vậy súc sinh niệm phật được giáng sanh nhiều lắm pháp sư đàm hư mà người hồng kông đều quen thuộc lúc già sống ở hồng kông đã từng nói với tôi thời trẻ ông xuất gia rất sớm làm chủ trì ở một ngôi chùa đầu đà miền quê tỉnh ôn châu trong chùa có một con gà trống Lúc đó là năm đầu dân quốc Chùa cũng chẳng có cả chuông Toàn nhờ chú gà trống này bảo thức Sáng sớm gà gáy là tất cả dạy công phu sớm Mỗi lần như thế chú gà trống theo chân mọi người đi nhiễu dòng quanh Phật Sau đó con gà này giảng sanh ngay trong đại điện nó đã chạy vào đứng giữa điện ngẩn mặt hướng về Thế Tôn Cất tiếng gây ba lần Rồi nó chết đứng Nên Lão Hòa Thượng xem như người xuất gia Là một lễ trà tỳ Dựng một tháp nhỏ chôn nó trong đó Gà gáy ba tiếng rồi lìa đời Chắc là niệm ba danh hiệu Phật con gà trống này chắc chắn chẳng phải người bình thường mà là kẻ xuất gia đầu thai biến hiện ra rất nhiều khả năng là nhà sư trước kia của chùa do một niệm sai lầm mà lạc vào trong súc sinh đạo nhưng vẫn còn nhớ đạo tràng cũ của mình nên đã quay lại chỗ tu cũ cũng đã tu được một ít công đức do ngày ngày báo giờ đánh thức mọi người dậy làm công phu buổi sớm đây là công đức nó tu nên nó đã giảng sanh nhưng số lượng giảng sanh nhiều nhất vẫn là ở cõi người cho nên cõi người rất khó được rất dễ tu hành vì thế được thân người quý ở chỗ này quý vị hiểu thật sự gặp được pháp môn này là vấn đề cả đời của bạn đã được giải quyết rồi nên những kẻ giáng sinh này người được giáng sanh đều đã cúng dường thân cận vô lượng chư Phật, phụng sự học tập, rộng trồng đức bổn, đúng như kinh A Di Đà nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này, thật đấy, chẳng giả chút nào. Cho nên chính ta phải tin mình có thiện căn và cũng phải tin mình có tập khí nếu đời này muốn đến cực lạc thì nhất định phải giảm bớt tập khí sửa không được chẳng sao có thể đới nghiệp giáng sinh nhưng nhất định bạn phải khống chế cho được tập khí quan trọng nhất là khoảnh khắc lúc lâm chung Hôm qua tôi có xem một bản báo cáo Tuần này viết trên thế giới Xảy ra hơn 50 vụ thiên tai tai nạn Tuần trước cũng hơn 50 vụ Tôi nhậm tin tháng này sẽ hơn 200 vụ Trong đó có mấy vấn đề rất quan trọng Xã hội hiện nay, thế giới hiện nay bất kể lúc nào cũng có thể xảy ra thiên tai hoạn nạn. Con người chẳng thấy an toàn. Đây là do nghiệp bất thiện chiêu cảm. Đừng nghĩ chúng ta có thể cư ngụ trên thế giới này bao lâu Không nên có suy nghĩ đó Vậy phải nghĩ sao? Phải xem mỗi ngày như ngày cuối cùng của đời mình Ngài Ấn Quang Đại Sư đã dán chữ tử lên trước trán Nhìn thấy nó từ sáng đến tối Để nhắc nhở chính mình Chúng ta phải cảnh giác cao độ cảnh tỉnh chính mình hôm nay là ngày cuối cùng ngày mai còn sống không thì không rõ không thể để việc gì rớt sang ngày mai những việc phải làm hôm nay phải làm cho xong cho tôi làm việc gì giảng sanh ngày nào tôi cũng nghĩ đến giảng sanh thì chắc chắn cuối cùng tôi cũng sẽ giảng sanh Đến thời điểm đó Phật A-di-đà nhất định sẽ đến đón tôi Dù trong bất kỳ thiên tai quán nạn nào Ta cứ niệm A-di-đà Phật Sẽ thấy Ngài đến đón Nếu chúng ta không đặt Phật A-di-đà vào trong tâm ta Mà còn chứa rất nhiều thứ lộn xộn giặc giảnh Thì sai lầm lớn lắm Chúng ta không thể sai lầm nữa Thiên tai hoạn nạn đã nhiều đến thế Nghiêm trọng nặng nề đến thế đoạn dưới đây ngày nay nếu muốn sanh về cõi nước này nên nhất tâm quy y chim ngưỡng quy y chim là chim vọng ngưỡng là ngưỡng mộ tôn sùng quy y chim ngưỡng thì trong đó có lễ phật Quán Phật, niệm Phật, ức Phật Cũng còn hàm chứa tâm chỉ Ngũ niệm của Bồ Tát Thiên Thân Ngũ niệm Pháp Trong ngũ niệm Pháp có Thứ nhất là lễ bài Thứ hai là tán thang Là niệm Phật Chấp trì danh hiệu chính là tán thang Thứ ba tác nguyện là phát nguyện Thứ tư quan sát Thứ năm hồi hướng Nhớ Phật niệm Phật Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật Đừng nghĩ bất kỳ gì khác Sống qua ngày được rồi Giảng dị sao cũng được Không dễ có được một ngày bình yên trong thế giới này nhiều thiên tai hoạn nạn như thế mà chúng ta được yên ổn là nhờ tam bảo gia trị đây là cảm ứng việc ta niệm phật cảm ứng với thiện tâm của ta Cuối cùng <laughs> Niệm lão là một tổng kết cho ta Quan trọng là nhất tâm xưng niệm sáu chữ hồng danh Là tổng nhiếp ngũ niệm pháp môn di diệu Nhất tâm tức tâm thanh tịnh Câu này đã tổng kết xong Và cũng câu này đã tổng kết Quy y chim ngưỡng Trong lòng chỉ một câu A-di-đà Phật Thì chính là tâm thanh tịnh Ngoài A-di-đà Phật ra Buông bỏ hết thảy Lại như Bản kinh A-di-đà Khắc trên đá ở Tương Dương Thời 6 triệu Trên tấm bia đá được phát hiện này Có một đoạn kinh văn mà trong bản kinh hiện giờ không có Trong bản kinh của La Thập không có Nên xưng danh hiệu các tội tiêu diệt Tức là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên Có câu kinh văn như thế đó Chúng ta muốn nghiệp chướng tiêu hết Thì có phương pháp nào Để tiêu mất nghiệp chướng hữu hiệu Nhanh chóng Từ dân quán đảnh Pháp Sư Thời vua Càng Long Đã giảng trong quán kinh trực chỉ Ngài nói Tội nghiệp cực nặng Trong các kinh và sám pháp nhà Phật Đều không tiêu diệt được Không tiêu được tội nặng này Cuối cùng còn một phương pháp Chính là nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật Thì tội của ta sẽ biến mất tương ứng với câu khắc trình bìa đá tương dương. xưng danh là có thể tiêu tội nghiệp dùng phương pháp gì niệm phật có phật hiểu này có thể tiêu sạch sẽ tất cả tội nghiệp từ vô thị đến tận nay của ta Những tập khí còn lại Thì ta đới nghiệp giảng sanh Đấy chính là Nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên Chỉ một danh hiệu Phật Gồm đủ cả ba Ai biết điều này kẻ không biết thì sẽ không phụng hành ai tin người không tin cũng không phụng hành người ngạo mạng cũng không phụng hành tự cho là đã rất giỏi không coi trọng dạng kinh văn này Rõ ràng chỉ có những ai thật thà, hiểu học, tu hành nghiêm túc, đọc xong sẽ phụng hành và sẽ được lợi lạc. Tai nạn tiêu rồi thì phúc sẽ đến. Vì thế anan an nhất tâm quy y chiêm ngưỡng tức là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên an an thông minh an an chẳng phải người tầm thường đã biểu diễn cho chúng ta thấy trong pháp hội vô lượng thọ làm cách nào để tiêu diệt tội lỗi của chúng ta lại như những người đã giảng sanh từng thân cận vô lượng chư phật trong các cội đức nên tất nhiên có thể mãn nguyện giảng sanh Chúng ta phải tin Trong đời này Gặp được Phật Pháp Gặp được Đại Thừa Lại gặp được tịnh độ Trong tịnh độ Lại được gặp bộ kinh này Rõ ràng là không thể nghĩ bàn Khi bộ kinh này đến Đài Loan Thầy Lý chỉ giảng một biện Sau đó không giảng nữa Thầy đưa chú thích cho tôi Xem xong tôi rất mừng Cứ theo chú thích đó Thì tôi giảng được Năm đó Hàng quán trưởng 50 tuổi Tôi muốn giảng kinh mừng sinh nhật bà Bà in ba ngàn bản Đến Đài Trung báo với Thầy Lý Thầy lắc đầu không được Đấy là gì sao? Thầy bảo tuổi anh còn trẻ Trải nghiệm còn cạn Anh giảng kinh này sẽ có người phê bình. Anh sẽ không chịu nổi. Tôi mới hiểu vì sao Thầy Lý chỉ giảng một lần, không giảng lần thứ hai. Vì có rất nhiều người phê bình Thầy. Phản đối bản kênh này. Y như ở Trung Quốc Đại Lục tại sao thế? do cư sĩ hội tập nói thật vẫn là chứa ngại của tật đố nên thầy lý giảng kinh vô lượng thọ lần thứ nhì dùng bản dịch của khương tăng khải tôi học kinh vô lượng thọ cũng là học bản dịch của khương tăng khải quyển này tốt hơn bản của khương tăng khải nếu so sánh thì sẽ thấy mà khi hạ lão cư sĩ đã nói với mọi người lúc giảng sanh bản hội tập của ông trong tương lai sẽ từ hải ngoại truyền về trung quốc mọi người nghe xong đều quan mang ngơ ngác sao lại có thể từ hải ngoại truyền về trung quốc à, lần đầu tôi đến bắc kinh thăm hoàng niệm lão ông đã cho tôi hay thông tin trên thầy của ông là hạ lão cư sĩ đã tiên tri biết trước cái này truyền sang hải ngoại và đúng là từ Mỹ, từ Canada. Lần đầu chúng tôi giảng ở Mỹ. Và cũng quen biết hoàng niệm lão bên Mỹ. Lúc đó có một số bạn học mật tông ở hội Phật giáo Hoa Phủ Liên hệ với niệm lạc Ông là bậc thượng sư mật tông Những bạn đồng tu này Đến tìm tôi bày tỏ ý định Muốn mời một bậc thượng sư mật tông bên Trung Quốc sang Mỹ truyền Pháp tôi bèn khuyên mọi người nên chuyên tu tịnh độ chữ pha tạp trối rắm pháp môn họ có vẻ khó xử thấy vậy tôi bèn hỏi vị thượng sư tên gì ông là hoàng niệm tổ tôi nghe cái tên hoàng niệm tổ rất quen sau đó mới nhớ thầy lý đã có nhắc đến học trò của hạ liên cư cháu của mai quang hy tôi hỏi có phải người đó không bạn ấy nói đúng tôi bảo vậy thì tốt mời ông ấy qua vì chúng tôi cùng một nhà thầy lý theo học phật pháp với mai quang hy là cậu của Hoàng Niệm Tổ à, tin giáo của ông học từ Mai Lão Cư Sĩ, sĩ. Cho à, nên, nên người này Là cháu là gọi Mai Lão Cư Sĩ Là cậu à, Là học trò của Hạ Liên Cư thân Chắc thân chắn thân là chánh trì chánh, chánh kiến à, Sẽ chẳng có thân vấn, thân vấn thân. đề nên tôi đồng ý thế là họ liên lạc mời ông sang mỹ một tháng tôi cũng tất bật đi khắp nơi giảng kinh ở mỹ cũng chẳng gặp nhau chỉ liên hệ qua điện thoại ông đưa quyển chú giải ông chỉ mang theo một bộ in dầu kê viết giấy nến tặng tôi lúc đó tôi ở dallas chẳng có thời gian xem khi chuẩn bị về đài loan tôi xếp vào trong hành lý về đến nơi mở ra xem Quá hay Không dễ gì gặp được Tôi liên hệ với ông Rồi đến Bắc Kinh thăm ông Tôi hỏi ông có bản quyền không? Không có bản quyền Qua nghênh in ẩn Thế cho nên lần in đầu ở Đài Loan Đã in 10.000 quyển Thế vậy ông hết sức vui mừng Đấy là một người học Phật chân chánh Nếu có bản quyền thì chẳng thể lưu truyền Cổ nhân Trung Quốc xưa viết sách Có ai sao lại đều cảm ơn Quý trọng và chẳng hề hạn chế cấm đoán Chuyện điểm xiên Nhất là Phật Pháp Phật phổ độ chúng sinh Tại sao bạn có thể hạn chế Nếu trên sách còn ghi Có bản quyền Mọi vi phạm sẽ bị truy cứu trước pháp luật Hay rằng tương lai sẽ rơi vào tam đồ hết Với tội danh gì Đòi bản quyền chính là tội danh Chứ Phật Bồ Tát Các tổ sư cao tăng đều phổ độ chúng sanh Sao quý vị có thể đoạt quyền của họ Quý vị đòi tiền thì còn ra thể thống gì? Vậy là sẽ rắc rối to. Cứ nghĩ tới sau này bị kiện với âm tàu địa phủ mà bán quyền là chứng cứ. Cho nên thiện tri thức chân chánh thì khác không hề có bản quyền. Hoa ngên diệt in sao? bản quyền từ đâu ra trước kia không hề có sao giờ lại có việc này xưa kia cũng có nhưng chẳng ai quan trọng sau khi liên hiệp quốc được thành lập thông qua luật tác quyền thì quốc tế mới thừa nhận thông qua đạo luật không phải là tốt này với rất nhiều những thứ thánh hiền lưu lại bây giờ trở thành có bản quyền ngay cả Đại Tạng Kinh cũng có bản quyền Thì quý vị thấy có nguy không? Hãy nghĩ đến thiên tai hoạn nạn hiện nay trên trái đất Thì đạo luật này chính là một nhân tố quan trọng trong thiên tai hoạn nạn những thứ của thánh hiền xưa lưu lại mà hạn chế lưu truyền thì rắc rối lớn ta xem đoạn kinh dưới đây tác thị ngữ thời a di đà phật tức ư trưởng trung phóng vô lượng quan phổ chiêu nhất thiết chư phật thế giới thời chư phật quốc giai tất minh hiện như xứ nhất tầm dĩ a di đà phật thù thắng quang minh cực thanh tịnh cố ư thự thế giới sở hữu khắc sơn Tuyết Sơn, Kim Cang, Thiết Thiên Di, Đại Bọc Tiểu Chư Sơn, Giang Hà, Chào Tùng Lâm, Thiên Nhân Cung Điện, Nhất Chiếc Cảnh Giới, Vô bậc chịu Kiến. Thế như Nhật Xuất, Minh Chiếu Thế gian Nại Chỉ Nê Lê, Nê Lê là địa ngục, Khi Cốc, U Minh Chi Sứ, Tức Đại Khai Tịch, Giai đồng nhất sắc Giai như khiếp thủy Di mạng thế giới Kỳ trung giảng vật Trầm một bất hiện Quảng dưỡng hạo hạng hà. Duy kiến đại thủy Bỉ Phật quang minh Diệt phục như thị Đây là ví dụ Đoạn này là ví dụ Thanh văn Bồ Tát Nhất thiết quang minh Tất giai ẩn tế Duy kiến Phật quang Minh diệu hiện hách Ta xem chú giải của niệm lão Lúc đạo sư gọi nước tôi Nói lời này Đạo sư nước tôi Chính là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như lai cõi nước này Chấp tay phóng ánh quang minh Phật Thích Ca và Phật A-di-đà Cả hai đồng lòng cùng nguyện Để tiếp dẫn tất cả chúng sinh thì cả hai ngài đang biểu diễn à, di đà chắp tay phóng ánh quang minh hiện rõ đức thế thông tôn thông khuyên giảng sanh di đà tiếp dẫn à, hai vị phật của hai cõi đồng tâm đồng đức Ánh sáng Phật chiếu khắp tất cả cõi nước Phật Tượng trưng Di Đà Phổ Nhiếp tam Thánh khắp mười phương Khiến tất cả đều được giáng sanh Nhân số giảng sanh thế giới cực lạc rất nhiều Từ Pháp Thân Bồ Tát cho đến lục đạo chúng sinh Bao gồm cả tam đồ Đều giảng sanh mỗi ngày không đếm xuể Thế giới cực lạc bao lớn Thế giới cực lạc không có biên giới Cổ nhân nói hai câu nói Ở thế giới cực lạc ta có thể thấy Kỳ đại vô ngoại Kỳ tiểu vô nội. Quả thực thế giới cực lạc như thế đó. Và hiện tượng này chỉ có thể nhìn thấy trong Pháp Tành. a lại gia thức sẽ không thấy được. Thấy được trong chân tâm Pháp Tành thế giới cực lạc chẳng có biên giới biến pháp giới hư không giới đều là thế giới cực lạc vì sao thế vì pháp tánh biến khắp mọi nơi do đó thân như lai biến khắp mọi nơi cõi nước như lai biến khắp mọi nơi bên trong câu này tồn tại một đạo lý rất sâu sắc những nhà vật lý lượng tử lực học giỏi nhất hiện nay sẽ tin khi ta nói với họ điều đó Họ nghiên cứu phát hiện Đã dần tiếp cận Họ không thấy được tánh Nguyên nhân là do Chưa buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chập trước Buông bỏ được là sẽ kiện tánh Vì trong tự tánh không có những thứ này Cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước Đã làm chướng ngại kiến tánh của bạn Phật đã nói rất rõ Bỏ chấp trước Thì sẽ chứng a la hán Sẽ giữ qua lục đạo luân hồi Không chấp trước tất cả pháp thế xuất thế gian Vì sao không chấp trước Vì phàm những gì có tướng Đều là hư vọng Trong kinh bát nhã coi viết Nhân thiết pháp Vô sở hữu tất cánh không Bất khả đặc Nếu chúng ta thường nghĩ đến lời Bồ Tát Di Lạc nói Một gãy móng tay Là 32 ước trăm ngàn niệm 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 thành hình Hình đều có thức Quý vị hiểu chân tướng của sự thật Thì sẽ không chấp trước nữa Tại sao? Vì ta tính nếu một giây mà bốn được năm lần Thì một giây xuyên dị bao nhiêu lần? Một ngàn sáu trăm triệu lần Một phần của 1.600 triệu trong một giây Ta làm cách nào khống chế được Cho nên ta bảo ta khống chế chiếm hữu đều là giả Khi đã hiểu đạo lý này Đạo lý mà các nhà khoa học đã khẳng định Thì bạn sẽ biết được gì Thân chúng ta là giả thân chẳng phải là ta ta là giả tất cả những gì ta có đều là giả còn phật pháp phật pháp cũng là giả không phải thật phật đã nói rõ về điều đó trong kinh kim cang pháp còn phải xả huống gì phi pháp pháp đây là nói về phật pháp phật pháp sinh ra do nhân duyên ví dụ như ta có bệnh Ta đưa một thứ cho bạn uống Thứ đó gọi là thuốc Khỏi bệnh rồi thì thuốc không cần nữa Phật trị bệnh của lục đạo Của mười pháp giới Mười pháp giới lục đạo chẳng còn Thì Phật Pháp cũng chẳng còn Cho nên bạn chấp trước vào Phật Pháp Là bạn đã sai rồi Trong tự tánh chẳng có Phật Pháp Sao bạn lại có chấp trước này Tự tan sáng láng Trong Kinh Đại Thừa gọi nó là Đại Quang Minh Tạng Ở trong tịnh độ thì ta gọi là Thường Tịch Quang Độ Như thế đó Chẳng có gì cả Có thể hiện được bất cứ thứ gì Điều đó thật là tuyệt vời Việc năng hiện là có thật diễn hằng bất diệt là tự tánh những hiện tướng sở hiện là giả tướng có thể không sự có lý không cả hai không cản trở nhau tính năng hiện chẳng trở ngại sự tướng sự tướng chẳng trở ngại tự tánh Quả xuất tuyệt diệu Cho nên nhà Phật gọi đó là gì? Là diệu hữu Gọi tự tánh là chân không Chân không bất không Năng hiện diệu hữu Diệu hữu phi hữu Tự tánh bản không Bạn phải thâm nhập thấu suốt những điều này Phải khẳng định không, không hoài nghi gì nữa Hoàn toàn tin vào nó Thì vọng tưởng phân biệt chập trước của quý vị cũng chẳng còn à, Ông Duyên Liễu Phàm là người như thế nào? Sẽ... Chắc chắn là người chân thành, hiếu học, sẽ... nghiêm túc sẽ... <laughs> sẽ... Chắc chắn như thế Ông có thể ngồi trong thiền đường suốt ba ngày ba đêm với dân cốc thiền sư mà không khởi một giọng niệm nào. Dân cốc thiền sư hỏi ông nhờ đâu được thế? Ông bảo nhờ đã được khổng tiên sinh đoán số phận sẵn rồi. Có nghĩ cũng uổng công thôi, chẳng ít gì. Chỉ với một niệm tích này, mà ông có thể dừng được vọng tưởng ba ngày ba đêm không nảy một ý nghĩ nào trong đầu một con người thật thà chân thành người không chân thành thì không được như thế sẽ nghĩ ngợi dẫn dơ người thật thà chân thành chẳng nghĩ gì cả còn đệ tử phật thì sao đúng là không nghĩ gì cả chỉ nghĩ đến a di đà phật Tịnh Tông tuyệt vời là ở chỗ này Quá thật đã bảo ta buông hết dạng vật xuống Trong lòng chỉ còn mỗi Phật A-di-đà Niệm niệm A-di-đà Phật Tử hành quá tha Như thế thì sẽ giáo hóa được rất nhiều người Chẳng cần phải giảng kinh thuyết Pháp sẽ tác động đến rất nhiều chúng sinh có thể khiến rất nhiều chúng sinh biết quay đầu lại ngộ ra chân lý lúc lìa đời là có thể diễn một màn đứng lìa đời hoặc là ngồi lìa đời biết trước thời khắc đó và chẳng hề ốm đau vậy thì ai chẳng tin chứ cho nên đấy là tâm phật phật với phật đồng tâm và cũng đồng đức tâm y như nhau đức y như nhau chính là mong tất cả chúng sinh sớm quay đầu lại sớm trở thành phật đừng làm những việc giả dối hư vọng nữa Ánh sáng của Phật Chiếu soi tất cả cõi nước Phật Tượng trưng Phật A-di-đà Phổ nhiếp phàm thánh Mười phương Khiến tất cả đều được giảng sanh Cho nên giảng sanh có Pháp thân Bồ Tát Có quyền giáo Bồ Tát Có Đức Chi Phật Có A-la-hạng có chư thiên đại chúng Có lục đạo chúng sanh Vì ánh sáng Phật gia trị Đại chúng trong hội Đều thấy được cõi nước của mười phương chư Phật Như trong một tầm Một tầm là tám thước Vẫn chưa đến một trường Điều đó nói lên điều gì? Tướng của mười phương quốc độ hiện trước mặt. Như chúng ta nhìn lên màn hình TV vậy, thấy hết tất cả. cả cảnh tượng thập phương chư Phật. Đây là thần lực của Phật A-di-đà sở hiện. Ánh sáng Phật Di Đà Tôn quý nhất trong các ánh sáng Nên gọi là thù thắng Sở dĩ thù thắng Vì nó vô cùng thanh tịnh Vì thế tất cả núi sông cảnh vật ở thế giới này ví như hát sơn người là hát lĩnh đây là tên của núi xem Tây Việt ký và từ ơn truyện từ ơn chính là ngài khuy cư đây là nơi trên trái đất chúng ta Tất cả đều xuất hiện Trong ánh hào quang của Phật A-di-đà Nó chiếu soi hết thảy Không những chiếu kiến Chúng ta xem đoạn dưới đây Cho đến địa ngục Là nơi u tối Cũng đều chiếu đến à, Chiếu soi đường địa ngục Chiếu trò trò. soi đường ngạ quỷ Do đó mà biết Chiếu rọi hết tất cả Tất cả đều được nhìn thấy trong luồng ánh sáng Phật đó Rõ ràng Ánh Phật Quang đã đột phá tất cả tầng không gian Phật Quang rọi chiếu thì tầng không gian chẳng còn Lục đạo thập pháp giới Thậm chí tất cả quốc độ của chư Phật ở nơi khác ta đều thấy được tuyết sơn tức núi Himalaya mã trên đỉnh núi luôn có tuyết nên gọi là núi tuyết kim cao thiết di đều là tên núi không có trên trái đất chúng ta Đây có chú dạy Xem kỹ phẩm chú thứ 11 Phía trước chúng ta đã học rồi Tất cả như thế đều chịu xoài hết Phật quan bất đồng giới Đây là quan trung tôi thắng Giờ chúng ta biết ánh sáng rất nhiều Hành bước sống khác nhau. Mắt chúng ta chỉ nhìn thấy được một ít. Nếu sống dài hơn hoặc ngắn hơn, thế thì ta không thấy. Phải dùng thiết bị khoa học mới nhìn được. Tất cả ánh sáng của Phật đều không có chướng ngại, đều thấy được hết cho nên dưới ánh phật quan thì ta sẽ nhìn thấy vũ trụ này rất khác nhau những gì mà mắt thường không thấy được thì đều nhìn thấy cả điều này hiện giờ khoa học đã chứng minh được những lời kinh này thì các nhà khoa học chắc chắn sẽ chẳng bao giờ phản đối thôi hôm nay đã hết giờ chúng ta tạm dừng ở đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật